Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, khoảng từ tháng 3 năm 2021, lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi phát trực tiếp, phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín danh dự của ba cá nhân. Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin về ba cá nhân trên là do bà đọc trên mạng, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này nguyễn phương hằng còn có phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người khác gây ảnh hưởng xấu trong dư luận Ngày 18 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Thân, sinh năm 1980, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ về tội nhận hối lộ. Việc khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thân nằm trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Nhà chức trách khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Sơn, nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu chủ tịch công ty AIC hiện đang bỏ trốn và đang bị truy nã và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng của AIC. Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 28 tháng 8, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến nạn nhân Đặng Minh Cường, 26 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tử vong. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Cường cùng 4 thanh niên khác vào quán ăn nhậu, sau đó cả nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Cường bị các đối tượng trong nhóm dùng dao đâm liên tiếp, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, tử vong sau đó.